mèn ô cá đùi với ai lạc. Hai ông không có đường nào đúng hết trơn. Không không, hai ông không có đường nào đúng chứ. Lại lạc đi, lại lạc thêm một lần nữa bạn ơi, cá đùi ra. Hồi nãy đáng ra là mình đi thẳng đúng ra. Tôi nói thiệt cho ông nha, nhà tôi không bán lưu giống. Tôi bán cỏ giống không mà mới chết. Thôi mình muốn đi đâu đâu trời. Vậy nãy anh em mình hết nước các bạn, hết nước từ khu chế định núi xuống đây rồi, khác dữ lắm, khác mà lạc nãy hai ba quận rồi. Không khác miếng nữa. Còn bốn cái giò nước tự động. Còn cái thằng kia mình không lại tắm, các bạn biết sao? Thằng kia có gái nên mình không lại tắm nha bạn. Thôi đi đi, hàng tôi khoái lắm trời. Tao ghét lắm, tao ghét lắm. Thôi tao khoái tắm ở đây là tao. Tao ghét. Thôi tao chịu thôi, tao tắm đây hả? Tao biết sao? Bà sao mới xử luôn á. À các bạn ơi, cô lẹ nó mới tắm các bạn. Bây giờ để cho cô lẹ nó ăn mì tôm đi. Còn mấy anh em mình sẽ thu dọn gác hết rồi xuống núi thu xếp liệu bông. Để anh em mình xuống núi nha bạn. Đó. Giờ này cũng gần 9 giờ sáng rồi hả? Thu dọn gì mới vô nè. Nè đúng không? Nè. Đúng không? Rồi lại. Cái đầu nó cái chưa? Ê, thấy cậu thấy đường vậy. Thấy đường thấy thân luôn á. Thôi giờ để cho cô lẹ nó ăn mì nha bạn. Còn anh em mình cùng nhau dọn gác và thu dọn liều chạy của anh em mình. Để anh em mình cùng nhau xuống núi các bạn. Để anh em mình dẫn tất cả các bạn trải nghiệm một địa điểm khác nữa. Các bạn hãy đón xem coi anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn cùng trải nghiệm địa điểm nào nha. Hẹn gặp lại các bạn vào lần bấm máy tiếp theo nha bạn. Đời con đợi tục chặt nỗi tan nơ xin hỏi trời. Cái gì dữ vậy? Dạ cái lều. Dạ. Rồi anh em mình sẽ bắt đầu trải nghiệm. Anh em mà thải chấp núi xuống nha bạn. Hôm qua anh em mình là đi xe đa ôm lên. Anh em đã trải nghiệm đi xe rồi. Ừ. Giật này thì anh em mình sẽ trải nghiệm lộ bộ xuống nha bạn. Đẹp sao? Thật là bãi trưởng. Mới lội xíu thở như cỏ vậy. Sao nó thả dốc xuống mà thấy lên không vậy? Khoan lên đi lên hết hết cái này xong mới thả. Hết lên nữa. Hồi nữa mình lên tới đây nè mình mang vài ba tiên mình thả xuống. Cái này ghét này luôn. Trời. Lẹ. Lẹ lẹ không? Sao không lẹ mà không lẹ gì vậy? Lên dốc hôm nào. Quá. Wow. Đủ. Giống như ngày nào tôi cũng được đi bộ vậy đâu á. Mấy dốc căng vậy nè các bạn mà hôm qua mấy anh xe ôm chạy bừa ghét này luôn. Mát họ có dốc đứng các bạn quá. Tốt quần luôn. Tốt quần luôn. Tốt quần luôn bạn. Thôi đã các bạn ơi. Sao? Hả? Trái đầu tiên kìa. Đầu tiên. Ủa? Trái đầu tiên. Đầu tiên chứ. Hôm qua đi xe ôm lên khỏe quá. Bây giờ bừa xuống sao te chứ trời. Cho xin trái em con. Xin đi tèm á. Con xin miếng nữa. Đây là cái dốc. Thằng cái dốc thằng là cao. Được. Nó giống như là gặp lại mày lên rồi lại xuống rồi xuống làm chi rồi lại phải lên mà lên làm chi rồi lại phải xuống. Em lên quá chị mẹ ơi. Được không? Được. Ông đi rồi đó chị cho mời ta đi có ok nè ông đi người ta phải trải nghiệm bám vậy nè tại đâu dài ta rồi dài xịn phải không bởi phải bám đường nữa. Chứ tôi là tôi chạy rồi đó chạy thôi thôi một gác bỏ này luôn ta gác mà được không nè gác đó các bạn mình gom gác đây luôn hả chỗ tập kết mà tập kết chừng 3 năm thì người ta đốt lần á. Anh em mình lên trên chơi thử nghiệm trải nghiệm thử thách. Anh em mình đem gác lên rồi anh em mình sẽ đem gác xuống lại nha bạn. Anh em không bỏ trên kia anh em thu dọn gọn gàng lại rồi anh em mới xuống nha bạn. Thở như con cò hó à trời. Bé quá chữ nha. Lên dốc phải không? Đấy có. Lên tới bạn lên tới đỉnh rồi. Cái gì? Lưu ý đừng đi nóc điện. Nóc điện. Hả? Đừng đi lên đó. Bẻ chưa à? Bẻ đi. Bụi tới dưới chắc é rồi mày chạy. Ngửa mặt qua cái đó xuống nó bắt vào mắt chưa luôn. Hả? Sáng nếu mà hôm qua mà tôi biết đi bỏ xuống là tôi lộ 2k vét vô rồi được. Thì hả? Mẹ xe lưng kìa. Né né ra. Rồi mẹ xe chạy lên tới các bạn, chạy cái đường.
dữ lắm luôn, các bạn coi anh chạy kìa. Đỏ đỏ thực sự luôn. Hắn băng gì đó trời trời. Trải nghiệm cao giáp ảnh phải không? Hôm qua mấy em mà đi ha. Hồn chiếu lên mây hai chân tút tèo mất tiêu chứ. Chị dựng 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 nè. Lớp nào mình mập. Rồi cái ông anh nó chở mình ổng mập nữa. Hai người lên chiếc xe hết không thấy xe luôn. Chân cút đánh lô tô hết trơn hả? Đi trời. Cùng các bạn cùng anh em mình trải nghiệm thả xuống dốc lại nha bạn. Hôm qua anh em mình đã leo lên. Và hôm nay anh em mình sẽ đi xuống nha bạn. Nãy giờ anh em mình chưa chạy luôn đi bằng xe ôm. Bữa nay anh em mình đi bằng ôm xe nha. Có chuyện nổi trời khỏe vậy. Cảm giác mạnh không sợ ơi. Ủa. Bây giờ tới mình cảm giác mạnh mình thả dốc với bạn. Ê ông ơi ông sao? Hả? Ông có độ thắng ai biết chưa? Thôi. Thôi. Trời ơi, không đắt được. Đi ghê không đắt được. Thả giống không thả lắm nè. Bạn chạy, anh chạy, nó chạy. Ồ. Ồ, thả gì không lăn á. Bắt đầu anh em mình, bắt đầu xuống cái dốc thứ hai bạn. Chạy luôn. Được. Chạy tốc độ á, nó chạy. Ồ, đã lắm. Cái mà chặt cua này ha, quẹ kia, đã lắm. Chặt cua sao văng luôn. Văng thì chạy em. Quên. Tiếp tục bạn. Ủa sao còn con trái vậy? Quên phim chậm cái rồi. Để tiếp tục ơi. Thả dốc thứ hai thở lên tim hả? Thở thì bị xỉn hả trời. Nãy cái đầu sắt ra về trước. Cách anh em mình 3 km về phía đông nam tây bắc. Anh em mình chạy một phát một đường vượt kiều đâu bạn. Mồ hôi xuống yếu xìu á. Mồ hôi bác ha, nguyên khu rừng đúng không ạ? Nguyên khu rừng tre toàn là tre thôi bạn. Hết tre hay là quay quay. Là nứa hay là ồ mình đâu có biết. Có chẳng có đâm đốt á. Quá trời. Mình cắt nhập đi. Cắt nhập. Quá trời trời. Rồi vô alo, cho cái này muốn. Thì bán cho trai. Bán cho trai. Bán cho trai. Ai dốc cái muốn cắt gì tôi chứ cắt gặp gì nữa. Cắt luôn rồi. Cắt luôn, trời bố xuống hết chết ta. Đi từ từ bạn ơi. Chạy mệt quá. Chạy mình thắng không kịp, cái giò mình thốn quái dữ luôn. Tôi nói rồi. Một tôi ông chưa nào nè. Không có độ ABS đâu mà chịu nổi. Tao làm giờ thắng 4. Nè, thắng cái cháy 4 mà. Cháy 4. Họ tiếp tục xuống với dốc với anh em mình nha bạn. Đang bị lạc đường. Đang bị lạc đường mà. Ở đường nào đi tắt qua giò hội không chú? Hả? Phải đường này đi đường tắt qua bên giò hội. Ở chỗ xuống Mộng Lai rồi mới đi qua giò hội xuống giò luôn. Dạ cái đi này ha chú. Dạ dạ cảm ơn chú. Đúng rồi. Cái gì quá. Anh lựa chọn đúng chưa anh? Bây giờ anh em mình đã bị lạc nữa bạn. Bây giờ mình sẽ quay chai để lựa chọn hướng đi cho. Gõ gà không? Tao lựa chọn chết trời. Cái này không? Cái đường này nha bạn. Nãy cũng lẽ cái lựa đường này xiên. Bây giờ người ta đi đường đó mình đi đường khác. Người ta đi đường này. Người ta chặt bên đây mình chặt bên đây hả? Ừ. Chặt đây chắc hồi tới đây là dương luôn quá đâu vậy. Pha vô cứ gắt đó đây. Mày phải sao không? Mày chặt cua vậy nè, thấy không? Chặt cua thử nè, trên đây thả cái nè. Bỏ ý. Mình sẽ đi đường này nha bạn. Anh em mình sẽ tiếp tục đi hướng này nha. Rồi. Thụ khỏe. Sao? Hả? Có đèn xe đỏ vậy đó. Chặt cua là chết á. Cua là mất bóng luôn không? Thôi anh em tiếp tục xuống xuống nha bạn. Chặt cua mới được. Chặt cua. Chặt cái này em chặt mới chặt. Chặt cua này đi. Mày đi. Đâu lẹ gì nó đi. Tại bên này em mới chạy. Các bạn ơi, mình đúng không các bạn ơi. À con đi theo cảm tính. Khỏi ké luôn. Đợi đây đi. Nãy tôi hỏi anh ba đi đường nào, không chỉ đi qua đây thì thôi rồi. Giờ tới đây hai ngã. Cảm giác như thế nào? Thế là mình đã bị nhầm đường rồi. Nãy mình nói chặt đường qua đây là đi xuống, mà cuối cùng mấy cô nó không phải bạn chặt lên trở lại nữa. Quá. Hả?
ông thấy cái sự lựa chọn của tôi chưa? Ngã đầu chứ hả? Vô căng trong tay. Chưa đâu. Ông không phải về nè. Chưa chắc đâu. Ông nấu được chè đúng không? Ông bái tôi làm sư phụ đi. Sư biết chè của sư hả? Vừa chắc đâu ba, ông nghe cái cùng hai ra chưa? Chắc đâu ba. Đường này là em phải ống trừ với ông anh. Hello. Còn đường đá đâu xuống? Vậy? Hết rồi. Gì hết anh? Đường bò nó không nghe sống mà. Không miếng nữa. Không ngon không? Ê, cho ông xạo đi đi. Tôi nghe xuống luôn. Tôi nghe là sư phụ đó. Tôi xuống dưới định kinh luôn á. Trời ơi, nó chắc biết luôn. Thôi lên. Đi nãy. Đi lên đi. Đi lăn cô lẻ nó đúng rồi đó. Đi này nè. Thôi ông nội tôi nhắm đi nữa. Sao? Thôi đi lên. Trời ơi, bắt đầu thôi lên lại hai đầu giúp mẹ vậy. Tôi nghe lại ông đó. Gấm má gấm đầu không đấy. Sao 60 năm trước tôi đi về mà đó. Mới sách trung tâm mà cái đường lâu quá trời, đổ kìa. Ừ. Chịu hả? Đi gần chứ hả? Ừ. Rồi đi lội lên. Lên. Cái đường dốc cao dữ, chịu quá. Em á này quẹo lên cái nó chảy luôn á, chạy. Ôi trời. Mà mày đừng nói là tao đi này, tao buộc luôn. Đi đi. Qua xuống dưới trước nè. Tao là lấy cái bị tao để dưới đít tao chuột luôn à. Đi. Tao tụt nha. Tụt cái thèm tụt cái gì còn cái đít còn da không quá. Thôi lên lại các bạn ơi, buồn thiệt chứ mình lựa chọn sai đường nha bạn. Thôi mời tất cả các bạn lên lên lại nha bạn. Buồn thiệt chứ. Đâu da. Đi lên kìa. Đi bò lên đi vậy? Bò. Đi kìa. Đi kìa. Dựng bước đi chim hót nè. Dựng bước đi chim hót nè. Dựng đấy đi thằng nào ngầu quá chứ. Ôi trời ơi, đâu đàn nước ơi. Ôi phèn luôn, cái đùi á là hai ông không có đường nào đúng hết trơn. Không không, hai ông không có đường nào đúng chứ. Lại lạc đi. Lại lạc thêm một lần nữa bạn ơi, cái đùi ra. Hồi nãy đáng ra là mình đi thẳng luôn đúng ra. Tôi nói thiệt cho ông nha, nhà tôi không bán lưu giống. Tôi bán cỏ giống không à, mới chịu. Ôi, ngủ đây, đeo thật. Buồn ơi, trời. Giờ này anh em mình hết nước các bạn, hết nước từ khu chế định núi xuống đây rồi, khác dữ lắm khác. Mà lạc nãy hai ba quận rồi, không khác miếng nữa. Còn bốn cái dầu nước tự động. Dạ. Vậy? Không biết thằng nào tội nhất không? Mày á. Thằng nào? Mày chắc nào? Ông kia đi này chứ nào? Mày kêu tao kia là đẹp ghê vậy? Ông kia đi. Ông tao kêu. Tao kêu chặt đường kia. Mày kêu chặt qua đường này. Ông kêu là đi được cái đường này nè. Thẳng xuống là ngon rồi. Quẹo lửa. Lại ta. Nghe tao nói đường tắt nghe mê lắm. Giờ này anh em phải hoành với lại cả mấy trăm mét nữa mới tới chỗ cũ của anh em hồi nãy bạn. Trời ơi, nãy tụi giống này lên giống mới căng nè. Nãy tụi giống này cái này có cái phơi ngủ rồi. Tè luôn mà. Thiệt luôn. Đi lẹ lẹ đi. Tới tối luôn chưa. Tới tối mình đi xuống núi lẹ đi. Lẹ đi thôi, tới tối xuống tới dưới tụi bạn ơi, tiếp tục hoành với lại ba. Lại lạc đi một lần thứ ba. Ôi. Lẹ rồi. Gì cái thằng nào mà vậy? Đó là chờ cái đường. Ông kia ông thuốc anh em mình có đường không vậy? Cái đường lá đù. Ôi. Gì vậy ba? Chút tính chỗ trên mà nó trơn cái xìu á. Rồi đứt chơi luôn rồi. Trời ơi, trời cái đường qua đi ơi, đi trời. Quay hết rồi ta. Đường trụ Mina luôn trời. Cảm giác quay anh ra sao? Bây giờ cái giật thấm nha. Khoan, nghỉ chú Khoa nói. Nghỉ chú Khoa nói. Được rồi. Mệt đâu bạn ơi. Ờ đừng gầy quá. Lông che không ảnh á, tôi gần luôn chứ. Nói tập cái mặt chứ trời. Bị cái ông chú nãy ông chỉ đi đường này thấy thèm. Không có đường đi đường cùng. Hồi chừng ông đó là ông kẹ đó. Ông bột cái gì á? Ông kẹ. Bột. Bột. Là tao muốn bụp luôn à. Ông hoa da bụt quá. Thôi nói chào bạn ơi, nghỉ mệt chút rồi anh em mình đi tiếp quá trời quải rồi. Vừa lên cái dốc này cái muốn é luôn á. Đây nè bạn. Đây là cái ngã ba hồi nãy anh em mình đi đúng đường nè, hồi nãy mình đi thẳng đường này xuống là đúng nè. À cái anh kia chạy đi đường này đường tắt. Tắt cây muốn tắt thở luôn á. Ai kêu đúng nè. Hồi nãy đi. Hồi nãy là mình ngồi cái ấy nè. Ông chú anh kia chứ muốn đi đường tắt hãy đi đường này quẹo lựa lại la anh em mình lại một cái tới chạy thả xuống cây muốn é luôn á. Đường này mới đúng nè các bạn ơi. Trời hết thở nổi rồi. Tiêu nhi. Tới đây luôn. Tới tiêu. Tới luôn cái đường. Ờ chú. Có cái bạn nó nghi đường tắt kìa đi lại. Số bạn ơi đừng đi lên đường đó nó dở lắm. Đi đường này mới xuống nè. Thôi lại la thiệt á. Nãy mới ghé lại cái quán nước, anh em mình đã uống nước và tăng năng lượng nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ xuống dốc tiếp nha. Ê có cái này đẹp rồi không sao? Có cái này đẹp hả? Wow. Ui đẹp. Sao nhiều quá vậy? Đẹp quá vậy? Ngọc chút hút kìa. Wow. Ngọc nó hồn luôn. Nhiều quá vậy? Ngọc mày ngọc nữa hả? Phải định núi kìa. Núi cấm. Núi đó là núi cấm.
cái núi hay đắt đá làm bến kìa. Đúng rồi, cắm chèo sao sao chơi cho được. Đó, đó, đó nó không lồ nó cắm. Núi sạch đó. Không phải, nó sạch tốt mà kêu ơi. Dạ, sao nó hay đắt đá kìa. Đó, nguyên cái bãi khai thác đá chà bá luôn. Không sao. Hả? Hôm qua ông nói ông dẫn tôi đi vô cái điện bờ đu sao ông dẫn đi sao? Có. Đây là cái dốc hôm qua mà cái anh xe ôm chở mình lên mà muốn nhổng bên đầu nha bạn. Đây. Nó hẩm hết sạch ra, người ta chạy bự đây nè. Bự lên bằng xong đang người ta bự hỉnh nó qua nhổng ben phắt nhổng bên đầu luôn. Nè. Cái mà hả? Yeah. Bây giờ ta có làm được dính đâu bạn. Hả? Thôi. Cảnh đẹp quá. Sao xuống với ta. Ô cảnh đẹp, cảnh đẹp. Thắng rồi, đụng vô cái lan can đó, đụng vô cái lan can. Xuống đây. Đây cái à, ông cô cái à. Trượt văng núi luôn. Hôm qua tôi leo lên tôi ngồi mà tôi dở hai cái giò là tôi hỏng đất luôn á. Có đồ dài ba tê tham mà mình không có ba lô trên lưng ha. Mình chắc mấy cua này không như thiên thôi. Ê, chặt cua vô đất nhà nè. Chặt cua. Không có đụng. Thằng không kẹt nó bay ra làm cái xẹt. Đẹp ha. Mình leo nó ngày nhìn đỡ lắm ta. Nãy giờ mình được nửa đường như ta tao sáng giờ. Thôi nè. Thôi, thôi. Xanh. Dữ ơi lẹ. Mày bảo kỹ tao lẹ. Bảo kỹ tao nữa luôn. Kỹ tao đấy sợ. Không kỹ đâu nha. Này nó chơi mạo hiểm mà. Nhìn nhìn nó dép nè. Mày bảo kỹ thấy nó. Nó lên nó làm cái sẹn rồi. Là cái đùi. Ô mày à không có thắng ABS mày đâu phải dốc cái đùi ra. Để sắc luôn rồi, để sắc luôn. Đó. Để dốc. Ghê vậy? Hôm qua ngồi sao ha hồn dưới là mày hai chiến cúc còn bằng con tốc. Thấy cái em. Cái này không có trình độ này vậy không? Không, thua rồi. Mình à. Nước gì không sao? Nước suối. Nhưng mà nó có cái cua lên cả luôn nha mình bạn. Mình là nói chung cua, là cua, này cua. Này ở dưới mà đồng bằng là mặt đất là mình này cũng ghê đó mà gặp mấy anh này nãy đường này thôi mình thua rồi. Mình này Việt Nam gặp mấy này Thái mình chịu thua hôm qua không chạy ha. Ông chạy không? Ông cầm một chảo con tay ông con tay ra thôi. Alo alo lại nè. Alo một năm hả? Không, alo á đâu ra. Rồi sao tao cũng alo hết sức hết thích thèm đi chứ. Anh em mình đi từ sáng sớm giờ mà. Đi khúc nãy anh như là 8 mấy 9 giờ không? 8 mấy. 8 mấy. Giờ này xuống tới đây rồi cho biết được nửa đoạn đường chứ nữa. Chưa. Chưa nè. À còn xa lắm. Trời ơi. Cái này lẹ đi. Mẹ giờ chạy. Mình đã xuống tới được cái vô hội hả? Vô hội hả? Ờ vô hội. Anh em mình ngắm cảnh sẵn quay lại những cái cảnh đẹp cho tất cả bạn cùng xem bạn. Đó. Hôm qua anh em mình nấu ăn ở bên cái hồ Tà Bạ bên kia nha bạn. Đó. Trời ghét nó bay đi. Thấy nhiều á. Thấy nhiều cái gì á? Hôm qua anh em bên kia, hôm nay anh em mình quay bên đây nha bạn. Đây, khung cảnh toàn nhìn thật đẹp luôn. Cái gì nước bên kia không ạ? Cái hồ. Hồ Sò Chét. Ờ cái hồ đó hôm qua là mình chạy ngang đó mà. Ta bơm cát kìa. Ê con kiến bò dưới này sao? Không con kiến nè. Kiến nó bò dèo trên đường luôn kìa. Đó các bạn, cái bãi bên đó là để cho những tay dù thủ nhảy dù bên kia các bạn. Đó, bên xanh xanh đỏ đỏ vàng đó đó. Đó. Cái này đỏ đỏ nho cho em nhỏ nó mừng đó. Đó là bên kia là ngày mai nó sẽ có một cuộc nhảy dù siêu tốc độ bên đó nha bạn. Ở dưới kia, thì sẽ có đua bò. Nếu hả? Nếu các bạn thấy anh em mình muốn cho anh em mình cho các bạn coi được cái cảnh mà nhảy dù á, các bạn like nhiều nha các bạn. Nhảy dù hả? Ờ, nhảy dù. Lấy cái bể ba lô nhảy được không? Có ba lô nhảy chắc. Ta có dù ta nhảy, mình đâu có dù đâu, lấy ba lô mình nhảy xuống. Nhảy chắc é luôn á. Dưới kia còn nó ngắm tay nắm tay. Đêm hôm thì anh em mình ngủ ở trên đỉnh núi trên kia. À chắc này anh em mình đã tụt xuống khoảng nửa đoạn đường mà hay. Mệt lắm luôn. Khỏe sệt à. Ồ khung cảnh thật là to, thật là đẹp, những cái cây mà thốt nốt bự chà bá lửa như tảng đá chứ kia mà anh em nhìn có chút xíu. Tí hon luôn. Có những cánh đồng lúa chín các bạn.
thật là đẹp luôn. Trên đây nhìn xuống đúng đúng đỉnh luôn. Giống đồng bằng quá. Mình nhìn qua bên tới bên Thái Lan mình luôn. Campuchia bên kia. Campuchia. 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 Thái Lan luôn. Cambodia. Thôi anh em mình quay cho tất cả các bạn xem khung cảnh ở giữa đỉnh núi, quay xuống nó đẹp như thế nào. Anh em mình sẽ vào nghỉ ngơi chút bạn, rồi anh em mình sẽ tụt xuống nha bạn. Anh em mình nghỉ ngơi sao các bạn? Anh em mình có mua thêm chai nước để anh em mình khoáng đủ nước hả? Đây, mời tất cả bạn cùng uống revive chanh muối với mình nha. Đặng lấy sức khỏe là anh em mình tụt xuống giống bạn. Đây, mời tất cả bạn nha. Đi. Xuất phát. Đi, mời. Go. Hello, xin chào tất cả. À, giống đi ông sao? Giống thỏm luôn. Ôi, nè. Đây. Đây xong đi. Đừng nào. Đây nè. À đu dư à. Cái đâu không? Hay người ta ghi bản gì không? Đường quý em. Cầm người đi vô. Vậy sao đi được đó? Đường quý em. Đường quý em. Lột qua đây nè. Người đi vô. Sao mà ghê thế nhờ? Đây. Lột qua đây đi. Đây. Đường nguy hiểm, cấm người đi bộ. Cái nó không đi bộ được đây được. Gì? Bôi. Vậy mình bò xuống đây. Trái bộ. Mình đặt cua. Mình không có đi, mình bò. Các bạn. Ờ, các bạn nhìn cái dốc lên nè. Đứng thẳng luôn. Chạy xe lên kìa, xe lên kìa. Chạy xe thôi mà phải ngồi vậy mới chạy được. Không, tôi không biết xe luôn đó. Không. Bây giờ mới chạy xe là mặt phải tỉnh giữa đồng đề lúc bán thính mới lên trên đặt cái ngõ đặt cái chốt thì quá nhỏ. Sure. One, two, three, go. Let's go. Thằng đó đi đâu vậy? Ủa cô. Thằng đó đi đâu vậy? Nè. Tính ra những anh chạy xe anh đây đúng là cứng hay nha bạn. Nếu mà mình lần đầu tiên mà mình cầm lại chiếc xe mình chạy cái đường này, mình bảo đảm bạn chạy không bao giờ được luôn. Nói. Thôi gà xuống nước kìa. Nó dốc mà nó quằn quèo lắm luôn. Tôi hôm qua tôi kêu tôi chạy lên cho không chịu. Ủa. Ủa. Mặt có tỉnh. Để xem mặt có nghiêm không? Mặt có nghiêm đó. Chắc cô nè, quẹo. Hải quay xe hả? Hải quay xe. Chắc cú bóng nè. Hải bóng đầu. Chắc cô bóng nè đâu. Mặt ở vậy. Chắc cô cái bóng luôn. Từ hôm qua nay anh em mình thấy để những anh xe chạy trên đây là mặt anh nào cũng ngậu rồi. Mặt nhiều lắm á. Chạy xe mặt nè. Lắm mà không có một không biết cái mặt giống gì không? Okay. Giống cái thằng nhỏ ngồi trong cái cầu nhỏ nhỏ á. Mặt à. Đẹp gái vậy. Không có biết đẹp luôn mà ai nói trời đáng nghe mặt mày mày mình chạy qua đường này mà phải vui tươi cười hớn hở lên chạy mới ngầu không? Y cha chưa sư đê. Đại ca. Tôi chạy. Yeah, yeah. Rồi xuống tiếp đi chứ. Xuống tiếp đi. Tiếp tục xuống mày. Mày có lẽ tôi vô té cái á đùi. Cần văng văng nó biết trời. Ồ. Ừ. Á đùi. Ủa anh này chạy qua đúng đó. Có lẽ té không? Ờ có té không? Không có té. Tao nữa chặn luôn đi lần này. Dạ anh đang té đó nè. Không dám không cô đâu. Chạy cô ra đây. Chạy cô ra đây. Trên đầu anh kìa, vô lớn kìa. Đâu đây, đâu đây. Kìa, trên đầu anh kìa. Ờ, kìa. Kìa, có ba vụ kìa đó. Đi xuống nước rồi đây. Đại, trời. Thôi xuống em ơi. Ui. Xuống em anh ơi. Ui, trời. Ui. Xuống em ơi. Ui. Trời, gác không vậy hả? Chứ mà em tin chứ hả? Thôi lượng, đại, trời. Ước gì mình được lượng cái ha. Được, tôi không đi. Không đi. Bây giờ mình lên trái mình lượng mấy cái này mình không chạy. Đây nè, không đi lượng nè. Bây giờ đi lên trái anh rồi. Em á. Đây có nguyên cái vườn hoa đẹp rồi bạn. Kìa nước kìa không sao. Nước kìa. Đã ra lượn kìa, lượn kìa. Ô. Giống đây chạy xe mô tô trời. Rồi nó quay mô tô á, chạy đó. Lượn như đạn luôn được đó. Đi mới chạy. Sao mình lượn được ta? Người ta có học qua khóa rồi ông ơi. Người ta học mấy khóa lá đụ vậy hả? Không biết bao nhiêu khóa đâu. Ta ở đó ta lượn là ta chặt cua luôn á. Ừ, chứ lượn cái đó là chưa xin ta đâu. Ông không thích hợp với mấy vụ ông ở đâu. Hả? Ông thích hợp với mấy vụ trồng hoa này nè. Đẹp gái vậy. Ông lên chỗ ông lượn cái vụ nó sụp. Trời ơi, tao điều chỉnh cái này không? Dạ nè, uống rồi nè.
sau một thời gian hoặc là dài hoặc là hoành tráng, anh em mình đã tụ xuống tới dốc nha bạn, gần tới chỗ anh em mình gửi xe hôm qua rồi ha. Ồ nó đã à, cảm giác của anh xanh của anh đứng lại cho em không dám anh chút coi lạ đi chạy chưa, nếu mà có một lần nữa anh có lộ bộ xuống không? Lội luôn á, lội luôn á. Cái này tôi phái nhất là lộ bộ để trả lại á. Đúng rồi. Thôi phê làm sao không? Tôi chuẩn bị xe kìa. Còn chút nữa là anh tới nè, tới rồi. Trời ơi, ở đây anh không lội. Trời ơi, tôi mà được lội thêm lần nữa trời. Tới rồi, thiệt buồn thiệt chứ. Buồn thiệt chứ. Tới rồi bạn, tới nơi anh em mình về gửi xe qua bạn ơi. Xin chào các bạn nha. Anh em mình xuống núi xong nha bạn. Anh em mình đã tắm rửa thay đồ mới rồi. Bây giờ anh em mình xin được phép khép lại cái clip anh em mình xuống núi nha. Bây giờ anh em mình chuẩn bị đi tới một cái địa điểm khác để trải nghiệm nữa nha bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ clip giúp anh em mình và bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái clip tiếp theo anh em mình sẽ tới đâu và làm những gì ở đó nha bạn. Các bạn hãy đón xem nha. Có biết đằng kia mình không lại tắm, bác làm biết sao đằng kia có gái nên mình không lại tắm nha bạn. Thôi đi đi anh, tôi khoái lắm tao. Tao ghét lắm, tao ghét lắm. Thôi tao khoái tắm ở đây là tao. Tao ghét. Thôi tao chịu thôi, tao tắm đây hả? Tao biết sao. Bà sao mới xử luôn á. Thôi mình thích tắm đây bạn, mình không thích tắm đằng kia. Nên mình tắm đây bạn. Mời tất cả bạn cùng xuống tắm biển với anh em nha. Đây đó.